phá quá. Mấy giờ này mà đã xuống đây này, dịp này lại xuống dưới đây rồi. Phá quá. Ngày xưa là tôi nhớ một lần tôi đến nhà sếp Nguyễn Văn Huấn, xí nghiệp vận tải thủy Nông Giang, công ty Nông Giang, bộ phòng quân khu thủ đô. Ngài mới rót ra chén rượu ngâm khỉ, tôi có biết đâu. Tôi uống lần thứ hai xuống gặp sếp trung tá Nguyễn Văn Thắng đang uống với rượu với sếp. Thì sau khi uống cứ bắt tự uống, tôi không uống, tôi không biết đến lúc về sau nó uống hết rồi. Thì sếp Huấn chủ nhà vào bê cái phòng rượu có con khỉ ra. Tôi ra đây thì tôi uống tôi sợ quá, tôi bảo ôi trời chết rồi mà. Cậu lần trước uống rồi mà. Thì em thấy nó ngây ngái, em không biết đâu. Động vật bây giờ mình chưa biết pháp Phật. Nhưng mà bây giờ về đây để sống nương tựa với rừng. Khỉ xuống đòi nợ quá, tôi xin lỗi rất là lâu rồi mà không được. Thôi đừng phá nó đi, để tôi ở đây đi, để sống, để xả tâm, để tôi làm chủ cái thân tâm tuệ, để diệt bệnh tật, chuyển nghiệp ác. Ngày xưa không biết thì cũng tham đủ thứ, bây giờ biết rồi, xin đoàn khỉ con lúc hàng 5-70 con, 100 con xuống đây cho chúng tôi được yên ổn, chứ cứ nhảy lên mái tôn, nhảy lên rừng. Nhảy lên cây này, mấy giờ sáng rồi, 6 giờ sáng mà vẫn cứ thế này. May quá là xuống hết 5 giờ đến 7 giờ được nghỉ ngơi, không có thì xin sám hối đoàn Phật nhá. Hãy đi nơi khác đi, cánh rừng lớn của miền Đông Nam Bộ này đầy, thiếu gì đâu. Mùa khô này rụng hết lá, thì quý vị lấy gì mà ăn, tôi cũng thương lắm, nhưng chúng tôi cũng đi xin ăn mà. Mong tha thứ cho tôi đi. Tôi nỗi nằm như tại họ, tôi không biết thời đó vô minh chưa biết được Phật nha. Xin chào mọi người, mon khó vậy thì không dễ đâu. Khó lắm, đêm tối mà họ cứ phá. Mình có vì nỗi là ngày xưa mình uống rượu khỉ nên là khỉ bây giờ nó đòi nợ thì phải chấp nhận thôi, biết làm sao được. Nên các bạn ăn thịt chúng sinh chớ, không sau này giả nợ khó lắm quý vị ạ.